Rồi, chào bà con đây. Chào cô bác, con chị con nhỏ. Sáng nay con chưa được tin giờ. Hôm nay chưa được tin giờ. Thì vui. Con mát cha đá sai. Dữ. Dữ hơn. Rồi, sửa đi. Rồi, tự sửa luôn đi. Ăn kem này à. Ờ, nhà cái mẹ ngày con rượu chín chay rồi. Cũng cỡ không? Em ngon. Béo nó mịn. Rồi, đặt thử miếng nè. Đã xài á, ở thàng đã kem béo không nè, con hút đi, hút thử ra. Béo thơm. Có thể ăn gì nè, rồi bút đá xài lên tủ mùa nóng này mà ăn. Mùa nóng mình mà ăn cái này là nó rất sảy, quá đã luôn, thơm béo mà. Ok. Má cha uống rất ngon. À bây giờ có thể trộn lên nè. Nãy giờ là quay lên, quay đều lên. Đó, còn quay thứ ha. Hằng hết ăn vậy. Má cha nhập á. Nhập bèo bèo. Nó thấy con béo à. Nhụm bột. Bột con béo. Bột nhập á, bột hết cha nhập á. Con bột của em bé vừa mới uống rồi. À, con hay hấp thì luôn nè. Múc cà thơm á. Má cha thơm. Giờ quậy đều má cha lên ha. Nãy là con uống phi. Đấy là con ăn kem phía trên. Ơi, ở dưới đá nó còn xanh lè hả? Đúng rồi, xanh không? Đó nè, nhìn lên mấy cha xanh lè ha, là nhiều mấy cha. Ôi, nhiều mấy cha đá ít xài và kiểu mát. À, chẳng biết. Mấy bữa con quay phụ. Nay con quay chính. Cha phụ. Hỏi chấm chung gước cứ này. Vậy khác đã. Quán cà phê thì ở dưới ngay đối diện anh hai, đường nào một. Em cà phê nhà. Cà phê nhà. Hôm cà phê. Dữ. Hay dữ. Chào uống cà phê, con uống matcha với uống trà đào hả? Uống gì nữa ta? Matcha, trà đào, quá dữ. Trà sữa nữa. Này thêm món trà sữa nữa. Rất ngon. Món trà sữa ngon hả? Ngon thơm không? Béo. Mềm. Mịn béo. Ăn thạch á, ngon, thạch chân châu. Chân châu hoàng kim á. Múc bận nè. Bye bye, hẹn gặp lại. Nhớ like đi. Nhớ like, đăng ký.
cái con chi tiền sẽ là một clip mới. We are cà phê ba. Ok, chào hẹn lại mọi người video sau, nhớ like đăng ký hãy tiền ủng hộ chiếc xe tiền dừa và xe tiền. Bye bye.